Bonsai Đông Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Hôm nay Bonsai Đông Huy sẽ dẫn quý vị đến thăm vườn cảnh nhà anh Trung tại Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang. Sự bật mí với quý vị là một vườn cây rất nhiều đồ quý quý vị ạ. Anh Trung vừa rồi vào gần 1 tỷ tiền cây. Còn vườn cây của anh thì cũng rất nhiều những tác phẩm quý. Thì quý vị hãy theo chân Bonsai Đông Huy để tiến vào sân nhà anh Trung để ngắm từng cái tác phẩm của anh nhé. Đồ quý nhiều lắm quý vị ạ. Những người yêu bonsai thì hãy theo dõi cùng ngắm cùng Bonsai Đông Huy những tác phẩm vườn của anh Trung. Anh Trung là một người rất là đam mê. Đây rồi, anh Trung đây rồi. Anh Trung ơi, em chào anh Trung. Đây quý vị. Vâng, đây giới thiệu với quý vị, đây là anh Trung tại Đào Mỹ, Lạng Giang. Anh em đến thăm anh, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe nhá. Chúc anh sắp tới là lại bắt được nhiều những cái cây quý nữa. Không sao, là mang cái truyền thông đưa cái nghệ thuật bonsai của tỉnh nhà lên cho anh em yêu cây biết. Dạ vâng. Nhưng mà em nghe đồn mà vừa rồi anh vào nhiều tiền cây lắm phải không? Cây như này vào mấy cây. Yeah. Mấy cây nhiều tiền lắm, tiền tỷ, ngon nghe tiền tỷ phải không? Mấy cây thì nó cũng gần. Thế còn đây. Thưa quý vị này. Cái này của anh là chú vườn chứ anh? Chắc là chú vườn nhỉ. Chắc cũng gọi là chú. Đây, một cây cổ của anh. Một cây anh Trung, một chú vườn này quý vị ạ. Cây này ngắm thực tế đẹp lắm quý vị. Đẹp. Từ chân bệ đến bông cành chi răm cũng như cái độ đây, độ xịn sò của cây này, cây mịn tít rồi, không gần như không có một cái vết sẹo nó gì đâu mà form cây rất đẹp, thực sự form cây trông nhìn nó sang cây. Trông rất đẹp. Một cây quý của Lạng Giang. Của Lạng Giang, Bắc Giang. Toàn ơi, chào khán giả, Toàn ơi. Chào anh. Gần vào đây xem nào. Đây, em Toàn. Đây, bạn Huy. Đây là Huy bonsai, còn đây kia là Huy taxi quý vị nhá. Đây. Khi nào có nhu cầu dịch vụ taxi thì gọi cho Huy taxi. Còn quý vị nào có nhu cầu cây cảnh cũng như chia sẻ vườn thì quý vị gọi cho Bonsai Đức Huy. Sao anh Trung anh lại săn được nhiều đồ quý này nhỉ? Một cây cổ nữa quý vị ạ. Một cây chất lượng của trong vườn của anh Trung. Thật sự quý vị. Cây này có cái điểm khó. Điểm này rất là đẹp, rất nghệ thuật. Nét độc đáo rất là cao. Cái này anh mới lấy anh ở anh Trung. Cái này anh lấy được hơn tháng. Nghe đây đã. Cái này là con cổ mịn mò anh vừa chỉnh sửa. Đẹp thế nhỉ, chân bệ đẹp thế nhỉ. Anh có bật mí giá được không? Cái này anh mua cũng để cho nhau giao lưu giá cũng dễ chịu. Anh để giao lưu. Nhưng mà ở người ta đã vàng này hay là về anh rác vàng vào đấy? Thực ra là ở nhà người ta nó vàng luôn. Thế à? Về anh chăm cho lượng thức ăn nó hơi lại.
Đây, thưa quý vị. Già cây thì nó chỉ lại, nhưng nhìn cây có tuổi, nó có tuổi. Đúng ạ. Mình đồ già thì mình chăm thoải mái mà. Xé xiết ra và này. Quả phúc bỏ đi để có phúc dưới. Vâng, hợp lý rồi, quá hợp lý rồi. Để chia form form cây đẹp anh nhỉ. Em thích cái form cây này. Cắt bỏ đi. Còn mình không, mình sau mình sẽ loại bỏ dần. Đây. Nhưng mà cơ bản là cái chốt một đóng rất thấp mà đẹp. Chốt một. Ngày xưa nó hình như là cái tử. Yeah. Bây giờ nó là một con tán tầng. À. Nhưng mà nhưng mà hiện nay nếu mà để nhận là tan tầng là không còn cái nét tan tầng nữa, anh công nhận không? Nếu mà nhìn thật vùng chạy vùng quanh thì nhìn vẫn còn cái đầu cút khắp. Thế à? Vâng. Một cái tác phẩm quý của anh Trung mới mua. Cái này thì chả biết chắc chắn là nó nhiều trăm rồi. Anh nhờ? Phải tầm đấy rồi. Chung giờ kiếm được cái đồ này là cũng phải khó, thật sự là cũng theo đuổi, phải người đam mê như anh Trung thì mà gặp phải phải mạnh dạn quyết đoán anh nhỉ. Cũng cơ hội cũng trôi nhanh lắm, cũng có duyên. À vâng, anh Trung nhiều đồ quý thế này. Đây, cây này là cây một cây quý của anh nhỉ. Nó cũng là một cây anh Trung làm hết xử lý hết kỹ thuật và bông răm nhỉ. Rồi, mình làm hết. Đây, thưa quý vị là anh Trung xếp bóng đẹp lắm quý vị ạ. Cây này là anh Trung thật sự là bonsai Đức Huy cứ ngỡ là anh nhờ chuyên gia nào làm cơ. Hôm nay là anh Trung chia sẻ là anh Trung tự tay làm. Thì bonsai Đức Huy bất ngờ bởi vì là lâu không sao anh mà anh làm cây rất đẹp. Sắp xếp bông tàn rất là hài hòa hợp lý. Một cây quý của anh Viện. Đồ quý của anh Trung nhiều lắm. Thưa quý vị là cái đang mùa nắng nuôi cây. Một số phôi quý của anh thì đang rậm. Thì cũng không chia sẻ hết được. Mong quý vị thông cảm. Dịp cuối năm thì anh Trung mà lọc đi để bonsai Huy trở lại quay kỹ cho quý vị ngắm. Đây. Đồ quý của anh nhiều lắm. Thì khi nào lọc thì bonsai Đức Huy sẽ quay cho quý vị xem những cái phôi quý, còn là những cái tác phẩm hoàn thiện của anh thì anh đang lọc thoáng này thì chia sẻ cũng như quay cho quý vị nhìn rõ này. Cái này đóng tử nhưng mà đóng anh Trung đóng rất đẹp. Đẹp thật. Mặt sau nhìn thích quá quý vị ạ. Mặt sau nhìn. Đẹp quá quý vị. Một tác phẩm quý của anh. Mọi người đang tập trung vào cái phôi quý của anh Trung. Nhưng mà thông cảm, quý vị thông cảm là hơi chật. Đây. Đây. Cây cũng thấy chỉ anh chỉ sắp xếp làm sao để len người được vào thôi. À, con long ngày trước anh mua ở Hiệp Hòa ấy hả? Rồi, thưa quý vị là đây một con long quý quý vị ạ. Cái long rất quý của anh. Long này cung đẹp anh nhỉ. Con
chốt trước đóng rất là chuẩn chỉ. Một tác phẩm quý của anh, nhưng mà anh đang cây đang nuôi rậm đó quý vị. Thì khi nào lọc thoáng thì anh Trung báo em để em sang em chia sẻ rồi gửi cho quý vị. Cho quý vị ngắm những tác phẩm quý của anh và những phôi quý của anh nhờ. Ngọn. Ừ, bên kia thì là con gốc tán đồng. Đấy, đứng bên nhà anh đứng bên đây là con gốc. Ngủ dạ nhỉ anh nhỉ. Thôi dạ. Đôi đôi năm nữa thì chắc là cái này sẽ đánh được này. Vâng. Đấy là anh Trung, cái kỹ thuật ghép của anh Trung rất giỏi đấy, đấy, đây, đấy là những ghép. Ca ghép của anh gần như là thành công hết đấy. Đây ngọn ghép này. Không, ngọn không đâu. Ngọn không á? Ngọn bẻ. À ngọn bẻ à? Phẫu à? Bẻ rồi. Em thấy ra dễ nhiều không? Thử ghép. Cái này nó bị đưa một đoạn. Mình chặt về đi bẻ. Vâng, đây này. Đây thì ghép. Vâng, vâng. Đấy, cây bây giờ thì không quan trọng ghép hay là không ghép. Bởi vì là cái quan trọng là ghép xong nó thế nào. Bởi vì là nếu mà ghép xong mà nó hợp mà nó đẹp cái cây rất nhiều thì cái đấy lên làm. Bởi vì là những cây to này thì hoặc là những cái vết ghép của Lam Điền thì cũng chỉ vài năm là mịn thôi quý vị. Đây, con sẽ Huy tiến lại cái phôi quý của anh. Con này già. Được anh em già thế nhỉ? Chơi cây là cũng rất là nặng. Nhưng mà dạ. Ôi, đồ nó hóa thạch hết rồi. Bia. Phôi này cũng rất già quý vị. Phôi này ngắm thực tế đẹp lắm quý vị. Đang rộng. Đây, vị ngắm cái chân bệ. Chân bệ rất ok rồi. Con này nuôi thời gian nó biến đến nỗi chủ nhân biến đẹp nhỉ? Nhìn thấy giật mình. Vâng. Mà nó biến vùng quanh hết nhưng mà vâng. cây không. Cái nhưng mà cái tử nó có cận quá không anh? Không đâu. Vì thế mình đang nhìn cận ấy. Nên một không bóng diễn lên. Vâng. Cái thế là to. Vâng. Thứ hai là em lại thích nó. Thích nó ra đây trong ngoài ra. Nhưng mà lại muốn cái chân bóng. Chân bóng em. Ừ, ra bóng. Đây là nó ra này. Vâng. Đặt vào đây thì nó sẽ lên. Cái chân bóng đẹp. Hài hòa. Đẹp. Hả? Có. Quá chứ. Chơi vẫn giao lưu. Vừa chơi vừa giao lưu. Đâu? Vườn anh Trung mà cả phôi cả cây hoàn thiện thì phải mấy trăm tác phẩm ấy. Phôi mới hoàn thiện, cây hoàn thiện mới bị phôi hơn trăm nhé. Đây toàn đồ quý đâu này thì đấy, thưa mấy quý vị là Bắc Giang cũng rất nhiều đồ quý quý vị ạ. Đấy, chỉ có cái là ít được chia sẻ thì mọi người không biết đến. Đồ quý của Bắc Giang cũng rất nhiều. Đây thưa quý vị, những cây này thì cũng là những cái cây mà
cây mà người Bắc Giang hãnh diện đấy. Cây rất đẹp. Anh Trung người rất đam mê. Cây nào anh? Hai cây này đều ấy rồi nhưng mà chưa cả. Mưa chẳng mưa. Này gọi là sau này làm ấy được, trực hoành không? À trực quyền không? Hay là cứ để ba vai? Trực quyền á? Giờ nó là ba vai. Con này đổ trực quyền không? Trực quyền lại ngả xuống đó. Đấy, em đừng tay này. Em nhìn thấy rồi. Trực hoành ấy chứ hả? Không, như mai mốt mình đổ. À đổ ngược đấy. Tưởng không biết là nó có làm không? Con này theo em cứ để thế này. Để thế này đẹp luôn nhỉ? Để thế này đi. Tại vì nếu anh ngả xuống thì cái liên quan đến cái thân này này. Thân đây này anh ngả đấy là mày ấy mà mình đục ra mình làm cái bộ đây. Cái thân hoành này thì rất là ok rồi, mình chuyển hoành chuyển huyền được. Nhưng mà nó cái này. Không để cái con này hai mặt nó. Đấy, cái này mặt đẻ này đẹp chứ anh. Đẻ này cây trông nó trông bề thế. Bởi vì cái thân bên này cũng rất là đẹp. Đẹp mà. Thế mà nó thấy thân nó kém nó xấu cơ. Còn ba thân đẹp này mà thân đẹp, nhìn đường thì vâng thì mình tội gì anh bảo nó cái form này thì bây giờ là cái form mốt, bây giờ anh em thì form này thì ai chả thích, anh công nhận không? Làm nó dễ làm, vâng form dễ chơi dễ làm ai cũng thích. Anh cây còn ở đâu không hay là độc đây? Lại hai ba vườn trên bên nữa rồi thì Bonsai Đức Huy sẽ dẫn quý vị đến thăm một hai vườn phụ của anh nữa nhé. Đây một vườn nữa quý vị. Vườn đây một rất nhiều phôi anh để bên này. À, những cây anh Trung vừa mới làm đá này quý vị này. Không nhìn thấy gì cả. Nào giờ ỡ đá thì bọn sao đã Huy quay cho quý vị. Đây một phôi của anh. Đây. Phôi này của em trước của anh Toàn đây nhỉ. Qua mấy chủ đây xong là về anh Trung đây. Đây hôm nay có chủ nhân cũ và chủ nhân mới thì gặp nhau. Đấy. Về anh Trung thời gian thì khác ngay, anh đưa vào mấy cái kỹ thuật đây, ghép hai cái này vào, một cái cốt cốt tán tầng rất dài, có ý tưởng lên đá làm theo kiểu máy dọc nhưng mà nó không phân được cái định hình của một cái tổng thể bố cục. Không, em từ những cái ngày ở nhà toàn em đã thích cái này và cây này nó có cái nét nghệ thuật rất riêng. Nếu cây này là nó nhiều cái nét khai thác. Đó. Có thể mình nét khai thác theo kiểu form mà form nghệ thuật mà có thể là thành đá, những cái form này cây này anh thành đá hoặc là tí hoặc là phúc đấy. Đá. Đấy, là phúc đá đấy. Rất đẹp. Làm rất đẹp. Đẹp nhưng mà nó có một cái khó là khi lên đá được. Chỉ được cái hình, còn cái định bông tay thì cây này cực khó, không có một cái gì cả. Thế nhưng chính anh cũng công nhận là những cái cây mà khó làm cái này đây, để làm thành công có những giá trị. Về phần đá thì chắc là nên vào giờ chú Thành hoặc là chú Phúc đá thì chú làm rất đẹp. Dạ. Thế nhưng về cái tay này thì hầu như là nó rất là khó làm. Thế. Bắt buộc là tạm thời là mình ý tưởng ra là bỏ một cái cây ra bộ mua về mấy phôi quý của anh đây và phôi khủng nhỉ. Vâng, mùa này thì vườn nào cũng thế anh ạ, phải như này chứ. Nếu mùa này mà lại mùa nuôi cây mà lại trụi húi thì làm sao nuôi được cây được. Đấy, cây đang nuôi thì có một chút sẹo quý vị ạ, nhưng mà thời gian thì vài năm thì âm mít này rất là đẹp. Con này mặt chơi để bên này nhưng mà mặt chơi ở trong này đây. Đúng mà chơi đây thì phê. Dạ. Một cây nhiều thân.
dáng làng. Đất này đi chuyển hai mặt đều đẹp nha. Con này làng. Anh Trung quả là một người đam mê. Một thời gian ngắn mà anh vào gần tỷ tiền cây. Còn vườn nào nữa anh? Đây sang bên vườn bên. À lại vườn bên nữa. Rồi. Quý vị lại theo anh Trung nhá, sang vườn bên nữa nhá. Đây, một phôi anh mới lấy đây, thưa quý vị. Cái này lấy ở đâu Toàn biết không Toàn ơi? Lấy lại của anh Khanh. Anh Khanh Tân Yên hả? À. Giá nhiều không của Toàn? Em cũng không rõ đâu. Nhưng mà nó đại khái là tiền trăm hay tiền chục? Nó cái là mấy trăm rồi. À đấy, ý anh hỏi vậy thôi. Chính xác thì đây, một cây tiền trăm anh mới mua quý vị ạ. Cây hiện nay cao cũng khoảng 1,5 m, 1,6 m đấy. Một cây to. Còn xung quanh anh còn rất nhiều cây phôi khác. Trồng nhiều cây lắm quý vị. Đây, nhà anh Trung ngay trước mặt đây. Xử lý mới đục cái rễ đằng mặt sau. Vâng. Về anh xử lý kỹ thuật hả? Phẫu đây hả anh? Và bỏ đi cũng nhiều, phẫu xuống. Vâng. Nó cũng khác nhiều đấy. Nó thay đổi nhiều. Giờ lui lại những cái quả bông của nó thiếu thì mình bổ sung và dựng thêm một số nó chưa có, chưa đủ. Vâng. Thôi, em chúc mừng anh nhé. Chúc anh sắp tới thì lại còn săn được nhiều những cái cây quý hơn nữa. Nhìn con này thì cũng phải mất nhiều thời gian. Dạ vâng. Anh em mình còn trẻ mà nhỉ. Đây quý vị nhìn anh Trung rất trẻ này. Thời gian thì anh em mình thì thoải mái thời gian. Nhìn tổng phông bóng chạy. Nó cây này nó rất là dán cây. Nó có nhiều cái nét riêng biệt anh nhỉ. Mình nghĩ nó là tên thì chưa có nhưng mà cái dán kiểu như là còn là cụ thể sư quý tử. Tưởng tượng như đây là một người chồng sang tay ra để dìu dắt người con. Đây che chở vợ. Đây con nhỏ. Người vợ đang bồng bế, cảm nhận nó có cái gì đó. Mang yếu tố nhân văn hả? Nhân văn. Dạ. Xong rồi phải tìm một người nào rất tuyệt vời. Hiểu mà ấy cho nó cái tên. Vâng. Bán là Văn Giang. Đến đây Bonsai Đá Huy cũng xin phép dừng lời tại đây thì để đi chơi cùng với các anh. Thì anh Trung ơi, đến thăm anh thì em chia sẻ một đoạn video nhá, gửi tới quý vị. Em chào anh nhá, hẹn gặp anh ở cái lần gặp gỡ sau nhá. Chúc Bonsai Đá Huy là luôn luôn mạnh khỏe, mang cái nhiều tâm huyết đam mê của làng cây cảnh đến cho anh em yêu cây. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Chào quý vị nhá, hẹn quý vị ở video tiếp theo.